Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo ở góc màn hình phía bên phải để không bỏ lỡ những video và biên tập chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trận lũ số 2 của sông Dư Tử đi qua Trùng Khánh năm nay, dòng chảy vào hồ Tam Hiệp tăng nhanh, mực nước đập Tam Hiệp tăng vọt. Do Tam Hiệp tăng cường xả lũ nên mực nước hạ du tăng vọt. Mực nước tại 18 trạm thủy văn khu vực hồ Động Đình vượt mức cảnh báo. Mực nước 81 tuyến kè và 1.771,6 km đê bao đã vượt mức cảnh báo. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông địa phương, đỉnh lũ thứ 2 của sông Dương Tử đã vượt qua đập Tam Hiệp trong năm nay. Theo trang web của Cục Thủy văn, tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, 25 tháng 6 năm 2023, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng đến 173,47m và lưu lượng dòng chảy là 41.900 m³/giây. Đến 11 giờ trưa ngày 25 tháng 6 năm 2023, mực nước đập Tam Hiệp đã lên đến 173,85m. Lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về trong buổi sáng là 61.000 m³/giây. Lưu lượng xả lũ của cơ quan chức năng vẫn ở mức khoảng 42.000 m³/giây. Trong 2 tuần qua, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng ít nhất 19m. Ban quản lý đập Tam Hiệp dự đoán rằng vào khoảng thứ năm có thể có một đợt lũ khác đổ về hồ chứa Tam Hiệp. Cục Thủy văn tỉnh Hà Nam cho biết do Tam Hiệp xả lũ ngày càng nhiều có tác dụng hỗ trợ hồ Động Đình. Mực nước của trạm thủy văn Thành Lĩnh Tế ở hồ Động Đình tiếp tục dâng cao. 18 trạm thủy văn đã vượt mức cảnh báo. 81 tuyến kè, 1.771,6 km kè vượt mức cảnh báo. Tình hình chống lũ diễn ra cực kỳ căng thẳng. Đợt lũ thứ hai của sông Dương Tử trong năm nay đã làm ngập đập Tam Hiệp, mực nước nhiều nơi ở Kinh Châu, Hồ Bắc vượt mức cảnh báo và mức nước đảm bảo. Mức nước đảm bảo là 26,97m, hiện tại đang đạt 26,99m. Khảo sát tài nguyên nước và thủy văn Kinh Châu đã đưa ra cảnh báo lũ cho hai vùng biển vào chiều ngày Chủ nhật 25 tháng 6 năm 2023. Theo dữ liệu của Cục Thủy văn tỉnh Hồ Nam, tính từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày Chủ nhật, do ảnh hưởng của lượng nước từ sông Dương Tử đến, lưu lượng nước của bốn cửa sông Dương Tử đổ vào hồ Động Đình tăng lên đáng kể. Lưu lượng trung bình của hồ Động Đình đạt 29.000 m³/giây, mực nước tại trạm Thành Lĩnh Tế đạt 24.000 m³/giây. Tại An Huy, mưa xối xả liên tục khiến mực nước sông Chu He lên nhanh. Đến khoảng 1 giờ sáng thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023, mực nước của sông Tương Hà lên đến 14,33m. Mực nước đảm bảo 0,83m, tiệm cận mực nước cao nhất trong lịch sử 14,39m. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 26 tháng 6 năm 2023, An Huy cho nổ đập Quan Giao trên sông Chu He để xả lũ. Đỉnh lũ số 2 của sông Dương Tử đi qua thành phố chính Trùng Khánh vào thứ hai và các khu vực trũng thấp như bến tàu Hải Đường Tây ở quận Nam An và công viên Bình Giang ở khu vực Tâm Nam An đều bị ngập lụt sau khi một phần lũ rút đi vào buổi trưa ngày hôm đó. Rất nhiều bùn động lại trong các thang quay ra mặt sông cầu tàu chiều Thiên Môn. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nguy cơ cấp quốc gia trong 3 ngày tới. Dự kiến từ thứ 3 đến thứ 6 tuần này sẽ có mưa ở lưu vực sông Hoài Hà. Các sông có thể gặp lũ lớn: Đông Nam Sơn Tây, Trung và Đông Nam Hà Nam, Nam Sơn Đông, Bắc An Huy và Bắc Giang Tô, Đông Bắc Tứ Xuyên, Bắc Trùng Khánh và Quý Châu, có nơi mưa vừa và mưa nhỏ, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ lụt. Ngoài ra, các nhánh sông Dương Tử, Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương, Hồ Thái Hà vẫn duy trì mực nước cao, nguy cơ ngập úng ở Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và các nơi khác vẫn tiếp tục. Đê điều và đất lấn biển có nguy cơ sạt lở. Thưa quý vị, lưu vực sông Dương Tử liên tục bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2023, khiến ít nhất 200 người thiệt mạng và hàng chục triệu người bị ảnh hưởng. Hôm Chủ nhật vừa qua, 70m đê ở Hoàng Mai, Hồ Bắc bị vỡ, nhấn chìm 15.000 hecta nông nghiệp và hơn 10.000 người bị ảnh hưởng. Lũ quét ở Tương Tây, Hồ Nam phá hủy nhiều ngôi nhà, đường bộ và đường sắt cũng bị ảnh hưởng và gián đoạn. Một gia đình 4 người bị chôn sống trong trận lở đất do mưa lớn ở Vân Nam. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự đoán rằng từ thứ hai đến thứ tư, một đợt mưa lớn mới sẽ đổ bộ vào lưu vực sông Dương Tử, kè sông Cao Thiên ở thị trấn Tác Cương, huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã bị vỡ vào khoảng 3 giờ sáng ngày Chủ nhật 25 tháng 6 năm 2023. Chiều dài của vết vỡ tăng từ 30 đến 70m. Mực nước của hồ Dương Liễu tại địa phương tăng nhanh. Có thông tin cho rằng bờ kè được làm bằng đất, có vẻ như do mưa lớn liên tục
tục và ngâm nước lâu ngày nên bờ kè bị sập. Nước của sông Cao Thiên ban đầu chảy vào hồ Thái Bạch cách đó 1 km, nhưng sau khi xảy ra vụ vỡ bờ, nước của hồ Thái Bạch cũng chảy ngược vào sông Cao Thiên rồi theo vết vỡ nhấn chìm đất nông nghiệp. Theo Lumedia đưa tin, tính đến 20 giờ tối chủ nhật, diện tích bị ảnh hưởng là 15.000 ha, hơn 10.000 người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi, không có thương vong xảy ra và không có tòa nhà dân cư nào bị sập. Tại Tương Tây, Hồ Nam, mưa lớn liên tục xảy ra ở huyện Guhang, tỉnh Hồ Nam trong những ngày gần đây. Lũ lụt và sạt lở đất đã xảy ra nhiều nơi trong huyện, khiến ít nhất 24.000 người ở 5 thị trấn trong huyện bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 41,2 triệu nhân dân tệ. Tổng cộng có 8 ngôi nhà bị sập ở làng Lệ Gia Trại, làng Cửu Long và làng Long Bi ở thị trấn Mặc Dung. Đồng thời, các tuyến đường bộ và đường sắt địa phương cũng bị gián đoạn do sạt lở đất và lũ quét. Danh lam thắng cảnh địa phương làng Mặc Dung, dân tộc Miêu cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. Hơn 100 khách du lịch đã bị mắc kẹt trong danh lam thắng cảnh này. May mắn thay, không có ai bị thương. Tất cả khách du lịch đã được sơ tán an toàn. Một gia đình có 4 người cũng đã bị chôn sống trong một vụ lở đất ở Vân Nam. Theo Đài Quan sát Khí tượng Trung ương dự báo, từ thứ 2 đến thứ 4 tuần này sẽ có mưa to đến rất to. Mưa to ở phía đông Tây Bắc Trung Quốc, lưu vực Tứ Xuyên, Giang Hán, Bắc Giang Nam, Tây Giang Hoài, Hoàng Hải Hoài, Đông Bắc Trung Quốc và phía Nam Đông Bắc Trung Quốc, vực gồm 10 tỉnh, thành phố gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh, có mưa lớn nhất xảy ra từ đêm nay, ngày mai 26 tháng 6 năm 2023, từ 20 giờ ngày hôm nay đến 20 giờ ngày mai 26 tháng 6 năm 2023 có mưa to đến rất to ở các khu vực phía Đông Tây Bắc Trung Quốc, Tây Nam Bắc Trung Quốc, Tây Hoàng Hải, Trung và Đông lưu vực Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Hán và phía Tây Vân Nam. Từ 20 giờ đêm mai đến 20 giờ ngày tiếp theo có mưa lớn ở một số khu vực ở Bắc Kinh, Thiên Tân, trung tâm của Đông Nam Hà Bắc, Tây Nam Liêu Ninh, Tây Sơn Đông, Đông Bắc Hà Nam, Tây Nam Hồ Bắc và Tây Bắc Vân Nam với lượng mưa từ 140 đến 180 mm. Dự kiến một số khu vực nêu trên còn kèm theo mưa lớn ngắn ngày và đối lưu mạnh như dông, gió giật mạnh. Cường độ mưa lớn nhất trong giờ là từ 80 đến 100 mm, mưa dông mạnh nhất và gió giật mạnh từ cấp 10 trở lên. Đài khí tượng nhận định do ảnh hưởng của lượng mưa, dự báo từ ngày thứ 2 đến thứ 4, nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất và các thiên tai địa chất khác. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày đầu tuần này, 5 tỉnh phía Nam đại lục liên tục hứng chịu những cơn mưa xối xả, khiến một lượng lớn chuyến bay tại sân bay Thâm Quyến bị hủy trong 2 ngày liên tiếp. Mới đây, trong những trận mưa đá to bằng quả trứng rơi xuống Hồ Nam và Quảng Đông, trong 3 ngày tới, Thanh Hải sẽ có tuyết lớn hoặc bão tuyết. Mưa lớn ở Nam Trung Quốc và những nơi khác sẽ tiếp tục. Theo báo cáo từ My Plan People Daily Online, hôm nay các ngày hôm qua, lượng mưa lớn tiếp tục ở hầu hết các khu vực phía Nam và dự kiến mưa lớn tiếp tục trong 2 ngày tới. Vào ngày hôm nay 26 tháng 6 năm 2023, Đài Quan sát Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo thời tiết đối lưu mạnh đầu tiên trong năm nay. Trong 3 ngày tới, mưa lớn tiếp tục. Ngày hôm nay, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đưa ra cảnh báo mưa dông màu xanh, dự kiến từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối ngày hôm nay sẽ có mưa to đến rất to ở một số khu vực thuộc Đông Bắc Quảng Tây, Trung và Bắc Quảng Đông, khu vực Đồng bằng Châu Giang, Tây Nam Hồ Nam, Nam Giang Tây và Nam Phúc Kiến. Trong đó, miền Trung và Bắc Quảng Đông có mưa dông lớn với lượng mưa từ 100 đến 120 mm ở một số khu vực. Trung tâm lượng mưa lớn sẽ tiếp tục tập trung ở Đông Bắc Quảng Tây, Nam Hồ Nam, Bắc Quảng Đông và Nam Giang Tây. Lượng mưa hàng ngày và lượng mưa tích lũy ở các khu vực trên sẽ tiệm cận hoặc vượt qua các cực trị lịch sử cùng kỳ. Tại sân bay Thâm Quyến đã hủy hơn 130 chuyến và hơn 80 chuyến bay trong 2 ngày qua do trời có mưa bão. Theo báo cáo từ tin tức buổi tối của Trung Quốc đại lục vào ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm qua do lượng mưa liên tục ở phía Nam, một số chuyến bay bay ra nước ngoài tại sân bay Thâm Quyến đã bị hoãn ở các mức độ khác nhau. Theo tin tức từ sân bay thủ đô vào sáng ngày hôm nay 25 tháng 6 năm 2023, trong số 76 chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến có 31 chuyến bị hủy, chiếm 40% số chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến. Quý vị thân mến, miền Đông Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa bão, với cơn mưa bão khiến nước ngập tràn đường phố, nhà cửa và gió giật mạnh quật ngã cây cối. Tính đến sáng ngày chủ nhật, hơn 2 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở 13 huyện phía Đông Bắc vẫn
vẫn bị mất điện. Cơn bão giết chết ít nhất 19 người. Chi nhánh ACB News báo cáo rằng hầu hết các nạn nhân thiệt hại do cây đổ đã chết. Cơn bão dữ dội mang theo mưa lớn, gió mạnh đến miền đông Trung Quốc, với biển động mạnh vào các thành phố ven biển. Nhiều con đường ở khu vực phía đông vẫn bị đóng cửa. Vào sáng thứ Bảy, khi các mảnh vỡ từ các ngôi nhà bị gió thổi bay, cây đổ và đường dây điện bị đứt, các dịch vụ đường sắt và hàng không ở vùng Đông Bắc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các chuyến bay và tàu hỏa bị hoãn và hủy. Tính đến 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, 2.089.349 hành khách vẫn chưa có điện ở khắp vùng Đông Bắc, với một số khu vực ở Giang Tô, Chiết Giang hoàn toàn bị mất điện. Ở phía đông tỉnh An Huy, nước dâng do bão lên đến 3 mét đã được cảnh báo, khiến đường phố biến thành sông. Tỉnh trưởng tỉnh An Huy đã cử 200 thành viên đội cứu hỏa đến giúp đỡ các nạn nhân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình miền Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên kênh Bản tin 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.